Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin du lịch do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Giá vé máy bay nội địa tăng cao, người dân đổ xô đi du lịch nước ngoài dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Website quảng bá du lịch quốc gia Việt Nam lọt top đầu khu vực. Du lịch biển Thanh Hóa năm 2024, nhiều đặc sắc, mới lạ, không thể bỏ qua. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, du khách đặt tour đi du lịch nước ngoài chiếm ưu thế do giá vé máy bay nội địa tăng cao. Trong khoảng thời gian này, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air đều giảm tàu bay để bảo dưỡng. Pacific không khai thác, Bamboo thì giảm hầu hết các đường bay và chỉ còn duy trì số ít nên giá vé máy bay tăng cao. Đơn cử, nhiều chặng bay kết nối từ Hà Nội đến các địa phương du lịch nổi tiếng khác như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt cũng ở mức cao. Mức giá này được đánh giá cao gấp từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Giá vé máy bay trong nước tăng cao, đẩy giá tour một số tuyến lên ngất ngưởng với mức tăng từ 10 đến 15% so với bình thường. Các công ty du lịch cho biết, với mức tăng giá tour nội địa cao bằng, thậm chí còn cao hơn một số tour quốc tế, thì đa số khách thường chọn xuất ngoại để tăng tính trải nghiệm. Trong quý 1 năm 2024, trong khi lượng khách quốc tế vẫn giữ đà tăng, thì lượng khách quốc nội lại giảm sâu 15%, đạt khoảng 17,5 triệu lượt khách. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, lượng hành khách quý 1 thông qua các cảng hàng không do đơn vị quản lý và khai thác đạt gần 28 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 10,5 triệu lượt, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2023. Hành khách quốc nội đạt khoảng 17,5 triệu lượt, giảm 15% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do hiện tàu bay của một số hãng trong nước phải tạm ngưng khai thác để khắc phục động cơ và một số hãng giảm tần suất khai thác cũng như cắt bớt đường bay để tái cơ cấu. Điều này có tác động rất nhiều đến thị trường hàng không trong nước. Đây chính là một trong những lý do dẫn đến hiện tượng khan hiếm vé máy bay, nhất là trong các dịp cao điểm. Vietnam.travel, kênh quảng bá du lịch quốc gia của Việt Nam, đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, Philippines, Malaysia, cho thấy hiệu quả truyền thông điểm đến của đất nước hình chữ S. Đây là xếp hạng tháng 3 năm 2024 do chuyên trang đánh giá xếp hạng website trên toàn cầu similarweb.com công bố. Theo đó, website Vietnam.travel vượt qua website du lịch của Thái Lan và cao hơn rất nhiều so với Philippines, Malaysia. Trong khu vực Đông Nam Á, website du lịch của Singapore nằm ở vị trí dẫn đầu. Về tỷ lệ truy cập từ thị trường quốc tế, website Vietnam.travel có tỷ lệ cao nổi trội đạt 85%, cao hơn Indonesia 64%, Thái Lan 44%, Malaysia 42%, Philippines 28%. Tỷ lệ này thể hiện website của Việt Nam đang làm tốt việc thu hút sự quan tâm của các thị trường nước ngoài. Website Vietnam.travel chuyên trách quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam ra thế giới do Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quản lý vận hành. Kết quả xếp hạng khả quan của website Vietnam.travel phản ánh hiệu quả trong việc triển khai công tác tiếp thị du lịch Việt Nam ra nước ngoài trên nền tảng số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, góp phần vào kết quả thu hút khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, việc đưa vào khai thác các tổ hợp dịch vụ du lịch mới cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kết hợp mùa du lịch biển năm 2024, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách. Hè này tại Hải Tiến, tập đoàn Flamingo dự kiến khai trương toàn bộ dự án vào dịp 30 tháng 4. Theo đó, nhiều hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí quy mô lớn và ấn tượng sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trưởng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn huyện Hoàng Hóa cũng đang nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm du lịch, chỉnh trang môi trường cảnh quan nhằm tạo ấn tượng tốt nhất cho du khách khi đến với vùng biển xinh đẹp này. Số khách đến nay người ta đã đặt tương đối nhiều, nhất là các cái đoàn khách mà của các cái tập đoàn lớn hoặc là các cái công ty ở cả Quảng Ninh, Hải Phòng, rồi Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi năm nay là có cả Lào Cai. Họ cũng đăng ký, thì cái số phòng nơi hiện nay là cũng khoảng 50%. Thì chúng tôi cùng với huyện
với xã và bà con ở đây thì đang tích cực nỗ lực các cái khuôn viên của khách sạn để làm cho nó đẹp. Thứ hai nữa là các cái nội thất ở trong các cái phòng hiện nay chúng tôi đầu tư vào đây là cũng khoảng 5 tỷ. Chúng tôi đã cùng với các cái tổ chức để mà triển khai các hoạt động về du lịch mạo hiểm như là dù lượn, và đối với như công ty Đại Dương Xanh thì năm nay thì chúng tôi cũng đã có cái tổ chức một cái ý tưởng để tổ chức một cái lễ hội hoa đăng, làm sao tạo ra được những cái điểm nhấn về lễ hội ánh sáng, về hoa, chợ vực đưa vào hoạt động. Đấy là những cái mà tạo ra được cái điểm nhấn, làm sao mà năm nay thì mong rằng là Hải Tiến sẽ có một cái khát vọng lớn và thu hút được đông đảo du khách đến. Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 4. Đây là sự kiện thường niên mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm. Trong dịp này, thành phố sẽ khánh thành đưa vào vận hành khu quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội. Đặc biệt, dự án công viên nước Sầm Sơn sẽ đi vào hoạt động với chuỗi các trò chơi cảm giác mạnh lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Sầm Sơn sẽ tổ chức liên tục các hoạt động phục vụ du lịch như lễ hội tình yêu hòn chống mái trong tháng 4, giải bơi thanh thiếu nhi thành phố vào tháng 5, lễ hội bánh trưng bánh dày và lễ hội cầu ngư bơi trải vào tháng 6. Năm 2024, các khu du lịch biển chủ động hơn trong việc kết nối các tour tuyến điểm du lịch trên địa bàn. Chỉ trong một không gian địa lý chưa tròn vài km, du khách không chỉ được trải nghiệm tắm biển mà còn có du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa. Nếu khai thác tốt điều này, Thanh Hóa hoàn toàn có thể hút khách miền Bắc và miền Trung khi có lợi thế đường bờ biển dài, mỗi bãi biển lại có nét đặc sắc riêng. Chùa Bụt, xã Hoàng Trường được nằm trong chuỗi du lịch biển của huyện Hoàng Hóa. Thì chính vì vậy, mỗi năm vào dịp hè đến sẽ có rất nhiều du khách về chùa tham quan vãng cảnh. Chính vì vậy thì chúng tôi đã có sự phối kết hợp để làm sao đó để đảm bảo tốt. Một là các phương án về cháy nổ, hai là làm thế nào để bà con du khách thập phương về chùa sẽ cảm thấy là thoải mái nhất. Nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng vào hè này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch như quản lý các hoạt động dịch vụ thương mại, công khai niêm yết giá, duy trì đường dây nóng, có phương án ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý những phản hồi của nhân dân và du khách. Nay là các phường đang tập trung phối hợp với các phòng ban thành phố để chỉnh trang đô thị trên tất cả các trục đường và bảo đảm công tác vệ sinh môi trường cho các cái búp đây, rồi cũng như nhà hàng, cũng như khuôn viên bãi biển, cũng rất quan tâm đến cái việc mà giá cả. Thứ hai nữa, quan tâm đến cái việc là an toàn vệ sinh thực phẩm, và quan trọng nhất là vẫn là cái phòng cháy chữa cháy cho tất cả các khách sạn, nhà hàng. Cùng với đó, các đơn vị kinh doanh du lịch tại những khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang gấp rút hoàn tất công đoạn cuối cùng của việc chỉnh trang lại cơ sở hạ tầng, nhà hàng, khách sạn, kết nối đầu mối cung cấp hải sản chất lượng, hoàn chỉnh thực đơn theo phong cách ẩm thực mới nhất. Bên cạnh việc thay áo mới cho nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng chú trọng tới việc niêm yết giá cả công khai minh bạch, đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Để chuẩn bị cho mùa lễ du lịch năm 2024, chuỗi nhà hàng Trinh Thủy 1 và Trinh Thủy 2, khách sạn Sơn Trang 1, Sơn Trang 2 của chúng tôi đã gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực để hoàn thành kịp tiến độ trước 20 tháng 4, đảm bảo những điều kiện tốt nhất để đón khách. Với thông điệp du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu năm nay thu hút 13,8 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt gần 32.400 tỷ đồng. Trong đó xác định du lịch biển trong những tháng hè là khoảng thời gian cao điểm nhất để thu hút du khách. Do đó, việc ra mắt những dịch vụ du lịch mới và hàng loạt các hoạt động văn hóa thể thao trong hè này sẽ là cơ sở quan trọng quyết định đến mục tiêu đón khách của cả năm 2024. Bản tin du lịch xin được tạm dừng tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.